Người có tuy ôn ơi, con sợ quá à, con không muốn chích ngừa đâu. Con cũng vậy nữa, con hứa con sẽ ngoan, đừng chích con đau lắm. Sao tụi con hay vậy? Có gì đâu mà sợ, chích ngừa vậy mới không còn bị bệnh ghẻ, bệnh tiêu chảy nữa chứ. Con sạch mà người Cathy ơi, ở nhà con ngày nào cũng tắm chung với anh Red Catimo, làm sao ghẻ được. Bệnh ghẻ này là đề phòng con, nằm ở dưới đất, con vi trùng ghẻ nó lây lên người con. Vậy nếu con chích ngừa là người Cathy cho con nằm dưới đất thoải mái luôn đúng không? Đúng rồi, Misu giỏi lắm. Vậy chích ngừa cho con liền đi. Còn con sao Abu? Giờ con muốn nhai dép của Tiun thì phải chịu chích ngừa để không bị tiêu chảy, chịu không? Không chịu, con đâu có thích nhai dép, con chỉ muốn nhai dài thôi. Ok, cho con nhai dày luôn. Dạ, vậy thì con ok liền, không sợ đau nữa. Ui da, đau quá người Cathy ơi, chích gì nhiều quá vậy? Cố gắng nằm yên đi Misu, còn chích 2 lần nữa thôi à. Không phải đâu Abu, tới lượt con đó. Trời ơi, con suy nghĩ lại rồi, con không chích đâu nha. Hi, mừng quá, vậy là Misu không cần phải chích nữa. Ráng chịu đau đi Abu, vì anh thích nhai giày của người Cathy mà. Được rồi, thôi đành chịu vậy. Trời ơi, sao đau quá? Tôi cắn ông bây giờ bác sĩ. Abu, ngoan đi con. Còn chích 1 lần nữa thôi, để tôi nói bác sĩ nhẹ tay cho.